chè các bạn. Phía cái cầu bên đó là đi qua bên Campuchia đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quẹo phải vào chợ Long Bình tham quan. Cái cầu đó không biết cái cầu gì nữa. Có cái chốt chặn lại đó. Cầu này đi qua Campuchia, khu vực cấm quay phim chụp ảnh đó mình tắt luôn rồi. Anh đi chợ Long Bình đi hướng nào anh? Chợ Long Bình hả? Dạ. Dạ dạ. Ở chợ đó người ta cho mình quay phim chụp hình bình thường á anh. Chắc cho mà. Dạ dạ, chợ đó của Việt Nam mình mà. Việt Nam. Dạ dạ, cảm ơn anh nhiều. Bây giờ bước chân miền Tây có mặt tại chợ biên giới cửa khẩu ở chợ Long Bình ở An Phú nè bà con. Chút xíu nữa mình đi vào đó để mình tham quan cái chợ biên giới coi nó có giống như cái chợ bình thường ở nơi của mình sống không nha. Còn bên đây là cái cột mốc biểu tượng ranh giới của Việt Nam. Bên kia xong là chắc là bên Campuchia đó mấy bạn. Nãy mình thấy có cái cổng cửa khẩu qua con sông. Bên đây thì của Việt Nam, bên bờ bên kia thì của Campuchia. Bên kia thì mình thấy cũng có một cái cục mốc nữa nè. Đây là bà con, cục mốc này chắc của Campuchia. Chỗ này đổi tiền nè bà con, đổi tiền Việt với tiền Campuchia ha. Đây là mình đổi tiền gì với tiền gì chị? Gì hả? Vậy là có hai loại hả? Đi tham quan. Xe mình đi tham quan chợ Long Bình nha bà con.
đây là khu vực bán chợ tạp hóa. Người đẹp bán chè nè các bạn. Chè cá nè mấy con. Ở đây chợ cá khúc nào anh? Ở đây chợ cá thì khúc nào? Đâu anh? Đó là hả? Thấy chợ chưa dám
đây có được. Là giáp một vòng chợ Long Bình đó nha bà con. Đặt buổi sáng và buổi chiều nhiều. Thấy nãy giờ là đa số là người dân Khmer họ ghé chợ này nhiều lắm mấy bạn. Người dân tộc vừa rồi là mình tham quan xong cái chợ biên giới Long Bình rồi đó nha bà con. Trước này nó có cái bảng chủ quyền biển đảo của Việt Nam mình coi đi. Thời Minh Mạng 1834. Đầu chữ Trung Quốc luôn. Hoàng Kiều Trung Quốc. Ghé ăn bún cá ở chợ Long Bình bà con ơi. Không biết có ngon không mình thử nha. Đây là chỗ đổi tiền nữa nè. Nãy giờ mình thấy hai ba chỗ đổi tiền. Đây là chỗ bà con bên Cambodia đi tàu qua bên chợ Long Bình để mua bán trao đổi hàng hóa. Họ đây thì họ sẽ đổi tiền các bạn, đổi sang tiền Việt. Cũng giống như mình, nếu mình đi qua bên chợ bên kia thì mình sẽ đổi sang tiền bên kia. Họ đi tàu thì mình thấy ở đây không ai có xét việc gì chứ. Tự do thoải mái. Dàm này qua bên dàm bên kia. Cũng không thấy ai kiểm việc sót chốt như cái chỗ hồi nãy, tự do. Đây sau khi bà con đi chợ xong đây, họ lên tàu này họ trở về cái bên kia lãnh thổ của họ.
Bây giờ chào tất cả bà con nha. Video tới đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Cảm ơn bà con rất nhiều, tạm biệt nha.